diễn viên Miu đi thử váy, hôn chồng sắp cưới say đắm. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Miu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm. Ngày 21 tháng 4, nhiều bạn bè đồng nghiệp đăng thiệp cưới của diễn viên Miu và bạn trai doanh nhân. Hôn lễ của nữ diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Tuy nhiên, sau khi thông báo, Miu vẫn giữ kín hình ảnh và danh tính của chồng sắp cưới. Hành động này khiến nhiều khán giả liên tục tò mò và hiếu kỳ về bạn trai doanh nhân của cô. Chiều ngày 25 tháng 4, Miu bất ngờ chia sẻ cảm xúc khi đăng video đi thử váy cưới. Cô cho biết, tôi đã tìm thấy giấc mơ của mình, bước vào cửa hàng váy cưới đẹp nhất trên đại lộ thời trang Monterey. Tôi ngắm nhìn những bộ váy này lộng lẫy. Tôi ngắm nhìn những bộ váy cưới lộng lẫy và đặt may đo những thiết kế đặc biệt nhất dành riêng cho ngày trọng đại. Miu cũng tiết lộ về trạng thái cảm xúc của chồng sắp cưới. Cô viết, và ngày đó cũng sắp đến gần thật hồi hộp. Cô dâu hồi hộp ít nhưng chú rể lại càng hồi hộp hơn. Có lẽ anh ấy chưa quen với việc này, càng tập làm quen dần để chuẩn bị ra mắt mọi người. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Miu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm. Cô đã thử một số mẫu váy cưới đắt đỏ từ một thương hiệu cao cấp để chuẩn bị cho một đám cưới sắp tới. Miu được coi là một trong những người đẹp, sở hữu lượng khán giả đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp, trình độ học vấn cao. Cô không chỉ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn thành công khi lấn sân sang kinh doanh. Miu là cựu sinh viên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giảng dạy ngành thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2017. Sau mối tình tan vỡ với Phan Thành, người đẹp vẫn chưa công khai bạn trai mới. Sau những vấp ngã, mình cần phải tỉnh táo hơn để xác định, tạm cho những điều kiện như đẹp trai, hào hoa chỉ là xếp sau. Điều mình cần là một người thật thà, chung thủy. Miu nói về quan điểm chọn bạn trai. Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Miu sắp về làm dâu hào môn? Ngoài danh tính chồng doanh nhân thì Harry Lu cũng là cái tên được nhiều người réo gọi. Bởi lẽ trước đó khi chính thức công bố hỷ sự, Miu liên tục thả thính và được cư dân mạng đẩy thuyền với Harry Lu. Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết kéo dài 8 năm, nhiều lần vướng nghi vấn phim giả tình thật. Khi Miu được cho là sắp về làm dâu hào môn, cuộc sống hiện tại của Harry Lu khiến nhiều người quan tâm. Harry Lu sinh ra tại Đài Loan, Trung Quốc, nhưng nổi tiếng với vai trò diễn viên ở Việt Nam, anh chính là hot boy bóng rổ, từng là mưa làm gió trên mạng xã hội. Harry Lu ghi dấu ấn khi mạnh mẽ tham gia phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu đóng cặp với Miu. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Harry Lu bị tai nạn kinh hoàng vào tháng 2 năm 2017. Thời điểm đó, nam ca sĩ phải trải qua 60 giờ phẫu thuật do bị gãy xương mũi, xương mặt biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu. Thậm chí đến mẹ ruột Harry Lu còn không thể nhận ra con. Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho Harry Lu vì xương thật đã vỡ nát. Sau đó, Harry Lu được gia đình đưa về Đài Loan, Trung Quốc để tiếp tục chữa trị. Trải qua 20 cuộc tiểu phẫu, phẫu thuật trong hơn 4 tháng, Harry Lu dần bình phục, nhưng thời gian đó ngoài việc đau đớn vì chữa trị, anh gặp khủng hoảng tinh thần. Trong dịp trải lòng vào năm 2020, anh nói, cho đến tận sau này, mỗi lần nhắm mắt, Harry vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi mình tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, khi được các bác sĩ cho xem gương mặt của mình, cũng như nhìn thấy những vết thương khác trên cơ thể. Cảm xúc bất ngờ, thất vọng, lo lắng pha trộn vào nhau khi nhìn thấy điều mà trước giờ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Và cho tới lúc mình nhìn thấy phản ứng của người thân khi thấy mình, thật sự nó khó thể diễn tả bằng lời. Hai mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Harry rơi vào tình trạng như lúc đó. Nằm một chỗ, sức khỏe đột nhiên yếu đi, có những cái không thể tự mình làm mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bản thân cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng vì nỗi đau cơ thể và thật sự là cú sốc về mặt tinh thần. Bao nhiêu dự định và kế hoạch của mình đều tan thành mây khói. Từ cột mốc gặp biến cố này, cuộc sống và sự nghiệp của Harry Lu có nhiều chuyển biến. Dù không khôi phục được khuôn mặt như xưa, nhưng dung mạo mới của nam diễn viên vẫn được nhiều người đón nhận. Mỗi khi Harry Lu xuất hiện đều nhận được sự động viên an ủi tích cực từ đồng nghiệp và những người hâm mộ. Sau gần 2 năm ổn định sức khỏe, tinh thần thì Harry Lu về Việt Nam bắt đầu lại công việc, tham gia game show và tái xuất ở phim điện ảnh Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em ra mắt vào năm 2019. Năm 2020, Harry Lu trở về Đài Loan vì những lịch trình cá nhân, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh nên anh phải sống một mình tại đây trong 2 năm. Đến tháng 9 2022, Harry Lu trở về Việt Nam rồi lại thông báo sang Đài Loan vào tháng 12 2022. Trong năm 2023, Harry Lu check-in ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Mỹ, chủ yếu là đi du lịch. Đến cuối năm 2023, Harry Lu cho biết mong muốn được trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Hiện tại, nam diễn viên hoạt động nghệ thuật song song tại Việt Nam lẫn Đài Loan, Trung Quốc. Dạo này, Harry Lu thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống. Anh viết các bài đăng bằng hai ngôn ngữ để có thể dễ dàng tiếp cận người hâm mộ. Về tình hình sức khỏe, nam diễn viên cho biết mọi thứ đang hồi phục tốt. Anh chỉ có niềm hy vọng lớn nhất là được bác sĩ cho phép chơi lại bóng rổ.
Harry Lu là người kính tiếng trong chuyện tình cảm. Mỗi khi có hoạt động tại Việt Nam, nam diễn viên và Miyu thường có những buổi gặp gỡ thân thiết. Khi Miyu thông báo lên xe hoa, anh gửi lời chúc mừng bạn thân. Gần một thập kỷ làm bạn với nhau, xem nhau như người thân trong gia đình, Harry rất vui khi biết tin Yu tìm được hạnh phúc của mình. Harry là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp Save the Day của Miyu. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chúc mừng Yu. Miyu cũng lên tiếng đáp lại. Tôi và Harry vẫn luôn là những người bạn thân của nhau. Miyu bị cho đã lợi dụng Harry Lu để chiêu trò gây chú ý. Bạn thân lên tiếng làm rõ thái độ người trong cuộc. Sau vài ngày xác nhận sắp kết hôn, song song những lời chúc phúc thì Miyu vướng vào tranh cãi, chỉ trích. Chuyện là một bộ phận cư dân mạng không hài lòng với việc Miyu liên tục thả thính, tung hình tình cảm với Harry Lu, dù đã chụp ảnh cưới cùng chồng doanh nhân trước đó mấy tháng. Thậm chí nhiều người soi được chi tiết mối quan hệ của Miyu với vị hôn phu có thể bắt đầu hơn một năm trước chứ không phải mới đây. Chính vì lý do này, thần tiên tỷ tỷ bị nói chiêu trò, lợi dụng Harry Lu để tạo sự chú ý, đánh lạc hướng netizen trong mấy tháng qua. Là người có mối quan hệ thân thiết với cả Miyu và Harry Lu, Lúc Vân, đạo diễn 4 năm hai chàng một tình yêu lên tiếng chia sẻ. Bởi lẽ gần đây, Lúc Vân cũng là một trong những người tích cực đẩy thuyền tạo niềm tin về mối quan hệ của Harry Lu và Miyu. Sau khi đăng thiệp cưới Miyu, Lúc Vân khẳng định ngay chú rể không phải Harry khiến những người yêu mến cặp đôi hụt hẫng. Trên trang cá nhân, đạo diễn 4 năm hai chàng một tình yêu thổ lộ, mình hy vọng là vài bạn trong muôn vàng bạn fan rất dễ thương và tích cực đừng tiêu cực và cắt ghép mấy cái kỳ cục nữa. Ví dụ mình đọc được, sau lúc fan ghép đôi Lu Yu, chị không lên tiếng, chị lên tiếng sao, ủa chị đâu có nói hai người đó quen nhau. Chuyện hai diễn viên đóng phim chung và tương tác thân thiết đó là bình thường mà, dễ thương mà. Hai diễn viên của mình, người tìm được hạnh phúc bên cạnh chồng mà bạn ấy tìm kiếm bấy lâu, người độc thân vui tính hài hước, anh ấy đang tận hưởng cuộc sống và công việc theo lý tưởng mới của anh ấy. Nói về tin đồn Miyu và Harry Lu đã không phủ nhận thân thiết thì Lúc Vân cũng lên tiếng phủ nhận. Nữ đạo diễn cho biết Harry Lu vốn là người rất vô tư, anh chỉ đăng tâm trạng buồn bã vì không được món ăn yêu thích, gặp vấn đề trong công việc chứ không liên quan đến chuyện Miyu kết hôn. Harry Lu vẫn quý cô bạn đóng phim chung, giữ mối quan hệ vui vẻ mà. Anh ấy và cô ấy có cạch mặt nhau đâu mà các bạn cứ suy diễn. Này là sự thật, còn chuyện đẩy thuyền thì con thuyền đó đến được đích hay không do số người ta, cuộc đời người ta chứ sao các bạn quyết định được. Nếu ai đó quyết định cuộc đời bạn, bạn liệu có nghe theo? Ai cũng có cuộc đời riêng nên nếu yêu thương nhau thì xin tôn trọng nhau. Họ đâu phải búp bê mà mấy bạn muốn họ lấy nhau là họ phải lấy nhau ngoài đời, lấy trong phim thôi. Còn ngoài đời thì đời ai nấy sống chứ, Lúc Vân chia sẻ. Miyu bị soi chụp ảnh cưới từ tháng 1/2024, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2024, cô tạo một nhóm nói chuyện trên trang cá nhân và liên tục tung khoảnh khắc tình tứ, hẹn hò thân mật cùng Harry Lu. Miyu và Harry Lu còn có những buổi đánh lẻ ăn kem, quay clip đu trend vô cùng thân thiết. Nữ diễn viên nhiều lần úp mở chuyện sắp lấy chồng song song với thả tính tung hình với Harry Lu. Thậm chí được netizen gọi là vợ Harry Lu, Miyu cũng hài hước đáp, sao đồn tôi từ người yêu lên vợ rồi, chứ không phản bác. Chính vì động thái này của Miyu nên nhiều cư dân mạng ra sức ghép đôi, lập ra nhiều hội nhóm ủng hộ cả hai phim giả tình thật. Harry Lu cho biết, anh là một trong những người đầu tiên được Miyu mời cưới. Nam diễn viên chia sẻ, gần một thập kỷ làm bạn với nhau, xem nhau như người thân trong gia đình. Harry rất vui khi biết tin Yu tìm được hạnh phúc của mình. Harry là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp Save the Day của Miyu. Thật sự cảm thấy hạnh phúc, chúc mừng Yu. Năm 2016, Harry Lu và Miyu cùng tham gia phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu. Cả hai vẫn giữ kết nối để duy trì tình bạn. Giai đoạn Harry Lu gặp biến cố tai nạn, Miyu liên tục gửi những lời động viên, thăm hỏi và an ủi đến bạn thân. Hiện tại Harry Lu chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở Đài Loan, Trung Quốc. Song song đó vẫn thường xuyên cập nhật đời sống với công chúng tại Việt Nam. Khoảnh khắc chung khung hình hiếm hoi của Miyu và chồng sắp cưới. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục trầm trộ đoạn clip MD đến ủng hộ Miyu trong buổi họp báo ra mắt điện ảnh Khi Ta 25. Dự án do cô đóng chính. Xuất hiện tại sự kiện, anh diện sơ mi trắng đơn giản, có phần lúng túng khi đối diện với nhiều ống kính truyền thông. Được Miyu hướng dẫn chụp nhìn vào camera để chụp hình. Cả hai đứng sát vào nhau chụp hình rồi đi vào trong hậu trường. Theo nhiều nguồn tin, nửa kia của nữ diễn viên tên là MD, thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng ở Việt Nam. MD còn sở hữu bản thành tích học cực khủng như tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản trị tại Đại học Virginia, thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học California, Mỹ. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chồng sắp cưới của Miyu có ngoại hình điển trai, nam tính, được nhận xét xứng đôi với nữ diễn viên. Miyu đã xác nhận tổ chức đám cưới với ông xã giấu mặt vào ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tiết lộ cô chụp ảnh cưới tại Paris vào một ngày mùa đông tuyết rơi rất đẹp. Nữ diễn viên chia sẻ, mình chụp hình cưới ở Paris vào một ngày tuyết trắng như cổ tích, tại một tòa lâu đài cổ kính mang trong mình nhiều câu chuyện và giá trị lịch sử. Paris ít khi nào có tuyết phủ trắng đẹp đến nao lòng thế này.
Hôm đó chắc chắn là một ngày đặc biệt. Những người làm tại lâu đài đón tụi mình bằng nụ cười rạng rỡ. Họ cũng ngạc nhiên vì chưa ai chụp được cảnh lâu đài giữa khung cảnh tuyết trắng đầu ngày hùng vĩ và tuyệt đẹp đến thế. Bộ hình tụi mình chụp cũng còn nhiều điều thú vị, sẽ chia sẻ với mọi người trong bộ ảnh trọn vẹn hơn. Miyu cũng đã gửi thiệp mời đến nhiều sao Việt như Tú Vi, Harry Lu, Mai Phương Thúy, Tiến Luật, Quốc Trường, Sĩ Thanh. Harry Lu, diễn viên được đẩy thuyền với Miyu qua bộ phim 4 năm 2 chàng một tình yêu cũng gửi lời chúc phúc đến cô nàng. Gần một thập kỷ làm bạn với nhau, xem nhau như người thân trong gia đình, Harry rất vui khi biết tin Miyu tìm được hạnh phúc của mình.